Xin chào các bạn, đây là toàn bộ phong cảnh ở khu du lịch Vĩnh Tân của Sông Công Thái Nguyên. Trong một cái chuyến trải nghiệm du lịch một ngày của đoàn chúng mình thì điểm đầu tiên chúng mình đến là lễ ở chùa Thần Lương, và điểm thứ hai là chúng mình vào cái khu du lịch sinh thái này. Ở đây có những cái hình các con vật người ta tỉa rất là đẹp và công phu. Ở trong khu du lịch Vĩnh Tân này thì có cả bể bơi này, bể bơi cho người lớn, bể bơi cho trẻ em, và có những cái thảm cỏ xanh mướt để cho các chị tha hồ mà tổ chức sự kiện. Thì mình sẽ quay video để mời các bạn cùng tham quan qua màn ảnh nhỏ nhé. Kia cả nhà ơi, đứng vào để chụp ảnh đấy. Chị Dung với chị Thu nha. Ô, 10.000 một hộp một tí teo thế chị. Thế thôi. Ôi giời. Đi đi vào đi. Ở trong đi, vào trong đi. Đi 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 nhà mình nhá. Cầm đèn thoải mái mà, mọi người đi là cứ chụp chụp đi. Hai cá thỏ. Ôi giời. Cái đèn này đi ơi. Đèn kiểu nào? Cái thằng đi này. Đây thấy cái đèn đỏ này. Đây. Quá. Chị Dung bỏ điện thoại xuống. Nóng quá. Nóng quá. Đi vào bơi đi. Đi
ra ngồi xích đu ơi, chị Dung ơi. Các chị em mình đang ngồi xích đu kìa, chị các lên đây kìa. Như cái bình hoa. Ơ thích không cái loại hoa này này. Hoa mẫu đơn màu này này. Lạ chưa? Đấy. Màu tím này. Ừ, mẫu đơn đấy chứ. Mẫu đơn em ạ. À. Nhưng mà cái màu này lạ nhờ. Đây là nó đây này em ạ. Màu truyền thống đây nhưng mà nó đực đầy vào. Để mấy em chỉ một cái cây hoa to rồi. Hủy hiếp luôn. Hỏa hoa nó cứ chữ chỉ vậy thôi. Cái này là mẫu đơn này. Cái đẹp nó lạ nó hết cái này cả chỗ này cần lớn lên rồi cây me cây me. Thôi bây giờ đã vào đây thì tắm luôn. Người lớn là bao tiền? 20.000 à? Trẻ em là bao nhiêu? Ừ, rất là tiện lợi nha. Ở đây có đủ các loại hồ bơi. Các bạn người thuê không cần phải ở nhà đi cũng được. Tuyệt vời luôn, đủ các màu sắc. Còn để bơi áo đồ bơi của các em bé là 15.000. Còn đồ bơi của người lớn là 20.000. Có cả phao nữa này. Kính bơi này. Mũ bơi này. Vừa nãy mình đã phải thuê một cái mũ bơi.
Nếu bán thì bao nhiêu một bộ? Thấp nhất là bao nhiêu? 100.000.
không chụp. Đấy, quay đây, em quay đây. Đây cây ra cầm cho tớ. Ôi chưa được. Mọi người không được giơ tay lên. Vẫn đang để quay. Bây giờ cắt đi. Cứ hái đi. Nhưng mà cả nhà ơi, cái chè này lá gầy thật chứ nhá. Cả nhà ơi, chè ngon thế, đau khá ơi. Thì đang háo của mình ở đây. Hái chè đi. Chè sạch đi. Chè ngon đây, đừng lắm chè sạch đâu. Thôi đây đây, ok. Chưa hái cái cầm tay.
cửa cây đi. Từ 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 mọi người dồn vào đi. Quay đấy hả? Quay đấy. Các chị ơi, hôm nay các chị ở đâu mà đến đây mà tôi thấy các chị mặc đẹp thế? Chị ở đâu ạ? Với mọi người là chúng tôi ở trong câu lạc bộ Aerobic kết đoàn ở Phương Liệt, Thanh Xuân. Hôm nay chúng tôi có buổi dã ngoại để đi về sông Công Thái Nguyên. Chúng tôi xuống thăm đồi chè của Thái Nguyên để tìm hiểu về chè xanh để quảng cáo lên trên TV mà các bạn hay uống đấy, chè món đặc sản của Thái Nguyên đấy. Tuyệt vời, cảm ơn chị ạ. Vâng. Thế mình hỏi nhé, thế hôm nay là Bu Giao đi hái chè, thế bạn đã hái được bao nhiêu chè chưa? Báo cáo với cả chị phóng viên là hôm nay là chúng tôi cũng đã hái được một nắm chè này về. Hôm nay sẽ pha thử xem là cái nước của nó xanh như thế nào để quảng cáo cho Thái Nguyên chè ngon, chúng tôi về xanh. Đấy. Rồi, cảm ơn các chị. Chúc các chị vui vẻ, mạnh khỏe và thường xuyên đến thăm quê hương chúng tôi nhé. Về với đồi chè của Thái Nguyên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Xin chào.